Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Super Wing. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Mirror's Bullets. Let's go. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Bắt đầu. Yeah, vẫn chưa được. Okay, let's go. Tiếp tục nào. Thầy tao vẫn chưa chết à? Đây rồi. Chỉ có như vậy thôi, chỉ mới qua được. Lên lên một tí. Lên một chút nữa xem nào. Hoặc là như thế nào. Rồi. Chỉ như vậy thôi thì sẽ qua được ngay.
đây sẽ là đây. Thấp xuống một tí nữa. Ok, let's go. Và cái này thì sẽ phải đẩy cái này ra. Được. Nếu như vậy thì lại bấm bên này. Không được rồi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Trộm quét thì sao? Ok, mình sẽ tua ngược thế ra. Rồi, sau đó thì sẽ xong hình dạng. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư mà là Lisa. Lên. Chưa đâu, mỏng tí nữa. Rồi đi. Ok. Tiếp tục nào. Cái này là phải cắt làm hai lần. Một lần, chỉ cắt một lần thôi. Đúng không? Ok, let's go. Chưa đủ lông được một chút nữa. Wow, để sát vào một tí nữa. Ok, let's go.
Được. Chéo về tí nữa xem nào. Xem có đau không? Vẫn chưa trúng. Let's go. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ 5. Barry Smith. Ok, đây là một tựa game nói về một ông bán thịt heo. Ông ta bắt cóc người phụ nữ trẻ ở trong bức ảnh này. Thì tựa game này thì các bạn phải hóa thân là một thằng trai. Sau đó thì sẽ phải vào cứu cô gái này thoát khỏi ông ta. Ông ta khóa rất là nhiều khóa. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm những chiếc khóa và sẽ phải giải cứu cô bé này thoát khỏi ngôi nhà này của ông ta. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào trong thôi. Let's go. Đây không có gì. Rịt cười. Cốt đây rồi. Tiếp đó là mình sẽ phải tìm một chiếc kim. Đây không có gì ở đây cả. Wow wow. Okay, let's go. Đây là cà cây, chiếc chìa khóa cà cây. Mình sẽ mở ở cốp xe này ra. Let's go. Rồi mình sẽ để đây và tí mình sẽ sử dụng đến luôn. Bây giờ mình sẽ lấy thêm chiếc chìa khóa nữa. Ở trong này có mã code này. Đây rồi.
Wesker. Luca, let's go. Ok, và mình đã có đủ chìa khóa để cứu cô gái này thoát khỏi ông Mr. Smith này. Let's go, chạy thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Mr. Sticks. Okay, let's go. Có thể khó giết được mấy người này. Wow.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo, Lego Batman. Let's go. Let me get a high five from a main Batman. Ok, có một chiếc xe để lái rồi. Và bây giờ mình sẽ gặp một anh boss. Mình tướng này cũng rất là mạnh luôn. Mình sẽ bắn hết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. DC Legion. Let's go. Mở thêm đồng bọn anh chàng. Anh chàng này không biết khỏe không? Batman lại bỏ ra. Let's go. Râu. Rồi, chiến thôi. Ồ, anh này tăng giáp. Wow, 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 rất là đông luôn. Wow.
Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang thử game tiếp theo. MR Stock. Let's go. Ông ta bắt cóc một cậu thanh niên. Ok, bây giờ mình sẽ mở cánh cửa. Sau đó mình sẽ đi lại xuống đây. Và chắc chắn sẽ bị ông này bắt cóc rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tìm xem có gì trong này không. Phải tìm được một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Chiếc dù bây giờ. Bên trong này còn gì nữa không? Một chìa khóa màu xanh. Trong nhà ông ta thì có một con chó rất là hung dữ, cho nên các bạn phải dùng miếng thịt này và giữ con chó đó ăn. Đây là một chiếc tu vít. Oh my god, chưa kịp vứt miếng thịt ra thì nó đã cắn được một người rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. It keeps matter. Let's go. Xây một con thuyền màu gì đây? Màu này đi. Go, go, go.
đấu nào. Ồ, rơi xuống đấy chết luôn. Thế nó cao quá là chết ngay. Rồi, đi xuống đây. Hoặc là chạm vào cái kia. Rất là đông luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Ồ, mình sẽ tập xuống đây cho các bạn dễ nhìn. Ok. Nâng cấp sức mạnh lên. Let's go. Game này rất là hay các bạn nhé, mà cách chơi rất dễ thôi. Mấy anh màu xanh này không biết có khỏe không. Ngon. Rồi, tiếp tục. Tướng à? Ok, let's go. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Margarani. Ho, ho, ho!
ông Mr. Grammy này thì nhìn rất là gớm luôn. Có điều ông ta thì le chậm. Ông ta le rất là chậm luôn. Ở đây có gì không? Có gì? Ok. Wow, bị đẩy ra rồi các bạn ạ. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.